chào các bạn trở lại với kênh Minh TV của mình. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng trải nghiệm khám phá công trình thủy lợi Cái Lớn Cái Bé, gồm hai cống ngăn mặn, một cống trên sông Cái Lớn, một cống trên sông Cái Bé, nằm trên địa phận của tỉnh Kiên Giang. Đây là công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam hiện nay, có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước mặn, nước ngọt, tạo điều kiện sản xuất cho các tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu và Cà Mau. Công trình thường được báo chí Việt Nam gọi tên là siêu cống và do người Việt thiết kế, thi công và quản lý. Và bây giờ mời các bạn cùng khám phá hai cống ngăn mặn Cái Lớn và Cái Bé cùng với mình nhé. Từ bờ xã Hưng Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang, mình đi lên cống Cái Lớn. Cống Cái Lớn được xây dựng trên sông Cái Lớn, một bờ thuộc địa phận của xã Hưng Yên, huyện An Biên, nối với bờ bên kia thuộc địa phận của xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Cống Cái Lớn có chiều rộng thông nước là 455m, gồm 11 khoang, mỗi khoang rộng 40m và âu thuyền rộng 15m. Các cửa van cống âu thuyền vận hành bằng hệ thống xi lanh thủy lực. Bên này là phía trong cống sông Cái Lớn. Bên trong này luôn giữ được nước ngọt để người dân trong khu vực sản xuất nông nghiệp. Phía bên đó là khu nhà của nhân viên quản lý điều hành cống Cái Lớn. Bên này là bên ngoài cống Cái Lớn. Đây là hướng sông Cái Lớn đổ ra biển Vịnh Rạch Giá của thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Mình đang đi từ hướng bờ xã Bình An của huyện Châu Thành qua bờ xã Hưng Yên, huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang. Công trình thủy lợi cống Cái Lớn và Cái Bé được khởi công vào ngày 20 tháng 10 năm 2019 do chủ đầu tư là Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Thủy lợi 10 thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.
đến ngày 20 tháng 1 năm 2022, Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Thủy lợi 10 ký bàn giao toàn bộ công trình dự án Thủy lợi giai đoạn 1 cho Công ty Khai thác Thủy lợi Dầu Tiếng Phước Hòa đưa vào khai thác, vận hành hoạt động. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng Việt Nam bằng nguồn vốn trái phiếu của chính phủ. Ngày 5 tháng 3, 2022, lễ khánh thành hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé được diễn ra. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan khánh thành công trình. Đây là cống Cái Bé. Cống Cái Bé được xây dựng trên sông Cái Bé, nằm trên địa bàn của xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Cống Cái Bé có chiều rộng thông nước là 85m, gồm 2 khoang, mỗi khoang rộng 35m và âu thuyền rộng 15m. Hướng bên ngoài cổng Cái Bé, hướng ra biển Rạch Giá. Hướng bên trong cổng Cái Bé. Đây là bên trong sông Cái Bé. Theo Ủy ban Nhân dân của tỉnh Kiên Giang, việc vận hành đóng cống Cái Bé đã giúp riêng huyện Châu Thành giảm đắp đập tạm trên 10 đập, huyện Dòng Riềng và huyện Gò Quao trên 126 đập tạm, góp phần bảo vệ vùng sản xuất ổn định nguồn nước, giảm ô nhiễm môi trường. Cống Cái Lớn và cống Cái Bé là công trình thủy lợi lớn nhất Việt Nam. Công trình có nhiệm vụ kiểm soát nguồn nước từ sông Mekong, sản xuất nông nghiệp thuận lợi trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn ngày càng cực đoan. Đến đây mình sẽ chạy dọc trên tuyến đường từ cống Cái Bé đến cống Cái Lớn để các bạn cùng xem những hình ảnh của tuyến đường này nhé.
tuyến đường từ cống Cái Bé đến cống Cái Lớn có chiều dài khoảng 1,5 km. Tuyến đường đi qua những vườn trồng cau, dừa, khóm của người dân. Đây là mô hình kết hợp 3 tầng sinh thái của người dân Kiên Giang là khóm, cau, dừa, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Với mô hình này, người dân có thu hoạch quanh năm. Trong đó, khóm trồng khoảng 1 năm là cho thu hoạch, dòng đời có thể lên đến 6 năm. Còn cau, dừa thì cho thu hoạch kéo dài hàng chục năm. Từ quốc lộ 61 hướng từ Rạch Sỏi, thành phố Rạch Giá đi qua khỏi ngã ba Minh Lương, thị trấn Minh Lương một đoạn sẽ có tuyến đường nhựa dài khoảng 5 km kết nối với cống Cái Bé và cống Cái Lớn. Từ cống Cái Bé đi khoảng vài phút trên tuyến đường là đến cống Cái Lớn. Cống Cái Lớn, cống Cái Bé sẽ khép kín toàn bộ vùng đê biển Tây thuộc tỉnh Kiên Giang, chủ động kiểm soát nguồn nước, góp phần cấp nước ngọt trong mùa mưa cho vùng sản xuất mặn ngọt, huyện An Minh, An Biên của tỉnh Kiên Giang với những năm ít mưa. Đồng thời, dự án cung cấp nước ngọt trong mùa mưa cho vùng, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trong khu vực. Công trình thủy lợi cống Cái Lớn, cống Cái Bé còn góp phần phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, đường bộ, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong khu vực, đặc biệt là cầu giao thông kết nối vùng miệt thứ với các huyện Bình Thuận, U Minh Thượng, An Minh, An Biên với huyện Châu Thành và thành phố Rạch Giá của tỉnh Kiên Giang. Qua cống Cái Lớn là đến ngã ba vòng xoay xã Hưng Yên của huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang.
Đi theo hướng này khoảng 3 km thì đến quốc lộ 63, đoạn địa bàn của ấp Xẻo Rô, xã Hưng Điên, huyện An Biên của tỉnh Kiên Giang. Đến đây mình cũng xin tạm dừng. Xin mến chào và hẹn gặp lại các bạn.